Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng 2024. Chúng ta có buổi học tập cùng với đại chúng. Học Phật càng đơn giản càng dễ thành tựu. A Di Đà Phật. Chúc đại chúng an lạc nha quý vị. Vì nhớ chúng ta cái gì đơn giản thì khỏe, càng tạo nhiều thứ thì càng cực nhiều. Vì để ý đi, thí dụ như cái người nặng về vật chất, nặng về cuộc sống nhiều loại, như đồ đạc phải bằng đồ hiệu, đồ xịn, mỹ phẩm, xài nhiều loại, tạo ra nhiều thứ. Bản thân mình tạo nhiều nào mình cực nhiều nấy. Quý vị để ý thì rõ ràng liền. Ví dụ như trung bình cha mẹ sinh ra sao thì sống vậy, giữ vậy. Vậy đặt học đòi đi cắt tóc, cắt mũi, cắt miệng được, cắt tùm lum. Thấy khổ không? Khổ chứ, càng tạo nhiều thứ là càng khổ. Còn học Phật bây giờ thì nếu mà mình chọn một phương pháp tu cho nó đơn giản thì mình dễ tu. Mình đi tìm tòi, mình đem tùm lum tùm la về mình học. Mình đọc tứ tung lang thang, căng thẳng thần kinh đầu óc ra. Quý vị càng căng thẳng nào càng mệt mỏi, càng nặng nề chừng nấy. Nhưng Đức thấy mười mấy năm nay Nhưng Đức học Phật đơn giản, học dễ, học khỏe, khuyên người cũng dễ, cũng khỏe. Gọi là tự hành quá tha, dễ. Nên nhiều người ta nghe những Đức ta được lợi ích dữ lắm. Trong dịp Tết này mà những Đức nói, mà những Đức mà chỉ cần lú đầu ra săn đây, là thấy xe cộ chạy tới thôi là họ ban lại quýnh. Ban lại chạy vù 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 tới. Có khi từ xa họ làm vậy nè, thái, xong rồi chạy gần tới như Đức làm nè. Càng đơn giản càng được nhiều người thích quý vị. Tại vì người ta làm được lợi ích nên người ta thích. Nên học Phật là học cái gì? Học sửa đổi lỗi lầm. Chúng ta cả đời mình là làm cái gì vì học Phật? Sửa đổi lỗi lầm. Vì mỗi ngày chúng ta sửa đổi lỗi lầm giống như chúng ta mỗi ngày phải đi tắm. Người mà dơ là phải tắm. Dơ nhiều thì tắm nhiều, mà dơ ít thì tắm ít. Như lúc trước ấy, không có đi nấu ăn thì một ngày tắm một lần, thấy đâu có làm gì đâu dơ. Bây giờ nấu ăn thì một ngày phải tắm hai lần, dơ quá. Ngày tắm hai lần, thấy chưa? Thì giống như chúng ta vậy thôi. Mình bây giờ mà mình sai ít thì mình sửa ít, mình sai nhiều mình sửa nhiều. Mà Phật pháp dạy chúng ta cái gì? Sửa đổi lỗi lầm. Rất đơn giản, thấy không? Giống như bây giờ mình ăn nhậu, thời gian có thời gian lâu, mình ngồi mình suy nghĩ cái mình nhậu nhẹt nó có lợi ích gì không? Mình coi thử coi nó lợi ích được bao nhiêu phần trăm, hại nhiều hay lợi nhiều. Mình ngồi suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu mình thấy nó hại nhiều thì thôi mình giảm tối đa, từ từ mình đừng có nhậu nữa. Ví dụ mình thấy quýnh bài, mình coi nếu quýnh bài mình thấy có lợi, giàu sang thịnh vượng đồ ngon lành, mình coi từ xưa tới nay coi quýnh bài bạc đồ cá độ đá banh đồ thử coi giàu sang thịnh vượng gia đạo coi có không. Nếu mà mình thấy mà cờ bạc mà là bát thằng bằng, càng cờ bạc thì càng nghèo khổ, mình thấy không có được rồi, mình sửa đổi lỗi lầm, đừng quýnh bài nữa. Thế Phật pháp dạy rất là hay, chúng ta ngồi bình tĩnh là những cái mà mình thấy nó không có kết quả thì sửa lại,
Chúng ta đều có cơ hội, mình học Phật là mình có cơ hội được sửa quý vị. Thật sự mình có cơ hội được sửa. Iran là mình bước xuống bùn vậy đó. Mình bước xuống bùn cái thì mình bước lên mình rửa chân. Kinh nghiệm mình đừng bước xuống bùn nữa. Mình sụp hố rồi thì bản thân chúng ta phải kinh nghiệm đừng sụp hố nữa. Ví dụ như cuộc đời chúng ta khổ đau này kia, mình suy nghĩ khổ đau giải quyết được vấn đề không? Không. Vì chúng ta học Phật là để làm chi? Để đừng khổ đau nữa. Gọi là Phật Pháp nhân sinh đi vào cuộc sống, áp dụng cuộc sống bằng Phật Pháp. Thì con người chúng ta đặc biệt lắm quý vị ơi, tuyệt vời lắm. Nên mãi mãi chúng ta nói những điều đơn giản. Ngay chỗ đơn giản mà người ta lại tiếp nhận dễ. Giống như giác nhẹ thì khỏe, mà giác nặng thì mệt. Mà con người ta thường bị cái bệnh này là bệnh lâu năm khó trị. Bệnh gì? Bệnh cứ cho mình là một người mạnh, phải giác cho nặng. Chi vậy? Mình có mạnh cỡ nào mạnh, nếu mình giác nhẹ thì nó vẫn ngon hơn, đi đường xa hơn. Chứ mình mạnh thiệt mạnh mà mình giác nặng, nó vẫn đi đường gần. Chúng ta giác dưới cái sức của mình chút thì bền. Còn nếu mình giác mà quá sức mình, mình gác một chút thôi chứ mình cũng bỏ cuộc. Nên cái gì mà làm mà vừa sức mình làm lâu, dưới khả năng mình làm hoài ngon lành. Nên từ nơi đó mấy vị biết rằng Phật Pháp là một nền giáo dục rất gần gũi. Nó là cuộc sống nhân sinh. Phật Pháp dạy chúng ta là gì? Sửa đổi lỗi lầm. Trong cuộc đời này ai mà không sai quý vị? Ai mà không có sai? Thì chúng ta sai chúng ta sửa. Còn nếu như chúng ta không sửa thì đi uống sữa đậu nành. Không. Thì quý vị thôi à. Không. Mục tiêu chúng ta học Phật là để muốn đi về cực lạc. Đâu phải nói cái tiếng gì cực lạc bằng cái miệng đâu quý vị. Cái người dân ở thế giới cực lạc, người ta đặc biệt, người ta tốt đẹp gì, thì chúng ta ít gì cũng đặc biệt một chút chứ. Cũng mở rộng tâm lượng, niệm niệm vì người, ít bao giờ buồn giận ai để trong tâm. Sống có cái tâm niệm niệm vì người, sống vui vẻ, sống an lạc với tất cả những việc bản thân mình đang làm, những việc ý nghĩa mình nhận thức được. Những gì thấy nó không ý nghĩa, không lợi ích cho ai thì đừng có làm. Những việc gì lợi ích cho người ta thì cố gắng làm. Nếu như mình mà có cái hành động sống gì thì nó tương đối cái chuyện bản thân mình với người thế giới cực lạc cũng có nét giống giống nhau. Còn bây giờ mình nói mình muốn về cực lạc, mình với người thế giới cực lạc nó xa lạ quá, nó không có giống nhau chút nào hết chứ. Người ta thì tâm lượng lớn, không buồn giận ai, còn mình đụng ra là mình giận, đụng người ta là mình trách, đụng ai là mình móc vỏ gắn cái mình mổ người ta. Vì mà mình nói mình muốn về cực lạc là sao? Sao mà về cực lạc được? Không. Nên mình xem lại cái hành động học Phật của chúng ta coi. Càng học lâu chúng ta có càng đơn giản không? Hay là mình càng học lâu mình lại càng cao xa? Mình càng học lâu mình lại càng giống ma? Ta càng học lâu thì người ta giống Phật, mình càng học lâu mình càng giống ma. Mới vô học Phật thì cái mặt còn dễ thương hiền hiền, kêu đến cái dạ, kêu làm này dạ, kêu làm kia dạ. Học thời gian rồi kêu cái gì? Kêu gì? Dễ kêu thôi lắm mà. Xưa tao mới vô tao không biết kêu tao đừng nó, bây giờ muốn kêu kêu hay chưa? Nhìn mặt kỹ đi, không dễ sai đâu. Thấy chưa? Cái đó là học càng lâu nó càng giống ma, chứ không phải giống Phật. Chứ Phật là giác ngộ. Chúng ta càng học thì chúng ta phải sanh tâm giác ngộ kìa. Nó không phải là cao xa gì đâu quý vị. Những đức ban đầu mới vô chùa là phụ biết, 16 năm sau bây giờ đi nấu ăn. Đặc biệt không? Mà trong thời gian 16 năm đó người ta làm bao nhiêu chuyện? Lên thiệt cao, xuống thiệt thấp, ta làm được hết. Cái đó mới cảm giác tự tại quý vị. Khởi đầu những đức mới vô chùa là nấu ăn đó quý vị ơi, phụ biết đó. Cái nhân ngoài đời những đức đi làm việc cũng là phụ biết. Khi đi vô chùa khởi đầu cũng đi phụ bếp. Mà ngoài đời là nấu ăn đến bếp chính rồi đó.
đi vô chùa trở thành phụ bếp. Rồi bây giờ 16 năm sau bây giờ nấu ăn. Thấy chưa? Cao xa gì đâu quý vị. Toàn là nói những văn tự đơn giản không mà. Phật Pháp giống hệt như chúng ta mỗi ngày thay đồ vặn đồ, tối bụng đi ăn cơm, khát nước đi uống, buồn ngủ đi ngủ. Nó là Phật Pháp, nó nằm ở trong cái đơn giản như vậy đấy. Chứ bạn nói chuyện gì cao xa. Có nhiều người nói bây giờ con học Phật con phải làm sao để đi trong định. Định đi, định có ngày mà té cầu khỉ chết mù. Nói chuyện cao xa trên trời dưới đất, bản thân làm không được sao kêu người ta làm quý vị. Đúng không? Nên càng học Phật phải càng đơn giản, càng bình dị. Nói những cái gì mà bản thân mình làm được và nói cho người ta làm được. Những cái gì mà nói mình làm được mà người ta làm không được cũng khỏi cần nói chi, mới mệt đi. Nói những cái dễ nhất đi quý vị, quý vị. Nên niệm Phật là cái chuyện đơn giản nhất, đi đứng nằm ngồi ai mà niệm không được. Chỉ có cái người niệm không được là do người nào? Người không niệm. Chứ cái người chịu niệm Phật thì ai mà niệm không được. Có cái bà đó bà nói con niệm Phật không có được. Nhưng Đức nói tại sao bà niệm không được? Con niệm không vô. Bà niệm tại sao không vô? Bà ăn có vô không vô? Uống có vô không vô? Sao bà niệm Phật không vô? Mà câu Phật hiệu nó đâu phải là bắp hay là chuối mà bà không vô. Niệm Phật đâu phải là, câu Phật hiệu đâu phải là nước mà uống không vô. Mà câu Phật hiệu á là vô hình vô tướng mà vì sao bà niệm không vô? Cái niệm bà không vô chỉ có cái là gì? Bà cho nó vọng tưởng nhiều quá, tôi niệm Phật không kết quả, nên bà không muốn niệm Phật. Và muốn dùng cách niệm Phật là niệm làm sao để đè vọng tưởng đó, nên bà không niệm, nên bà nói không vô. Chứ nếu vọng tưởng thiện niệm ác niệm mặc kệ, bà cứ niệm Phật. Tại vì có Phật hiệu là vô hình vô tướng mà lại có cái nguyện tiếp dẫn chúng sanh, thì bà cứ niệm Phật thôi. Niệm sao thầy A Di Đà Phật, niệm sao thầy Nam Mô A Di Đà Phật, niệm sao thầy A Di Đà Phật. Bà niệm sao được bà niệm, chứ làm gì niệm không vô. Tại vì bà không niệm chứ làm gì không vô. Ăn chuối ăn cơm, bệnh đau ăn còn không vô. Đau bệnh uống nước không vô thì còn có thể nói. Niệm Phật mà nói niệm không vô, vô duyên. Đó. Nên từ nào đó rất là đơn giản quý vị. Câu Phật hiệu này cứ niệm hoài đi. Cái ban đầu mới niệm Phật, niệm tới 15 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau thì cũng là niệm Phật. Không lẽ bây giờ khởi đầu là niệm A Di Đà Phật, rồi 30 năm sau thì chúng ta niệm A Di Đà Phật gì? Cũng là A Di Đà Phật. Chúng ta cả đời mình niệm câu Phật hiệu này để gì? Giác ngộ cái lương tâm của mình đó quý vị à. Chứ cái việc mà cuối đời mà gọi danh hiệu A Di Đà Phật thì ngài đến tiếp dẫn rồi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta niệm hoài đó là giác ngộ cái lương tâm mình á. Tại vì cái lương tâm mình buông câu Phật hiệu ra nên mình hơn thua đấu đá tranh giành, buồn người này giận người nọ, không chịu đầu này không chịu đầu kia. Cái duyên mình ở đâu thì mình ở đó đi là giác ngộ đó. Có cái bà này, bà có chồng mà 3 năm chờ mà bà không chịu chồng, mà bà đẻ 2 đứa con. Tại vì sao? Bà đẹp mà bà lấy chồng quá xấu, mà gia đình bắt bà phải lấy, cuối cùng bà lấy. Mà sống được 3 năm đẻ 2 đứa con rồi mà bà vẫn không chịu. Bà gặp những đứa, bà nói thầy con thiệt tình mà nói, con khổ đau mà không tưởng tượng được luôn thầy. 3 năm nay con sống với chồng con cũng như là một cái sự mà sống khổ đau. Sống mỗi ngày nó dằn vặt con như là khổ đau 3 năm rồi. Nó bà khổ đau gì mà 3 năm nay bà cũng động phòng rồi. Có đẻ con chứ dạ mới có 2 đứa. Còn đứa trong bụng đang có bầu mấy tháng. Nó vậy mà bà còn khổ gì nữa. Khổ đau mà bà vớt hết 3 đứa. Không khổ đau cho bà vớt 6 đứa không? Thấy không? Bà chỉ khổ đau ngay cái là bà cho bà đẹp còn chồng bà xấu. Bà không tiếp nhận chồng bà mà bà phải ở với chồng bà. Đó là do bà không chấp nhận. Bây giờ những đứa kêu bà bỏ chồng bà được, không có nói bỏ thì không đành, mà sống thì không cam tâm. Trời. Bà sao bà mâu thuẫn với lương tâm bà dữ vậy? Bây giờ chỉ có một cách rất đơn giản thôi, bà hãy nhìn cái đẹp nhất của chồng bà. Nó có gì đâu đẹp đâu thầy. Lùng xỉn mà đẹp cái gì? Có, nó có cái đẹp chứ.
bà không nhìn kỹ. Ta nói thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Bà chưa có thương nó nên bà chưa nhìn thấy cái đẹp của nó. Chứ bà bây giờ mà bà thật sự bà thương nó đi, bà sẽ thấy nó đẹp. Lùn nó đẹp theo lùn, mà cao nó đẹp theo cao. Mọi cái nó có cái nét đẹp khác nhau. Bà hãy về bà ngồi bà suy nghĩ cho thật là kỹ đi. Tuy nó lùn nhưng mà nó đi đâu bà cũng yên tâm, bỏ đâu cũng yên tâm. Còn hơn mấy thằng cao đi đâu ở nhà cũng buồn chết mù. Tuy nó lùn nó xấu và nó chung thủy, còn hơn mấy thằng cao nó đi đầu này đầu kia. Bà về bà ngồi bà suy nghĩ, bà hỏi nhiều bạn bè bà đi. Bà về bà hỏi gạo một vòng, cuối cùng bà lỡ bà gặp những đức, bà nói Nam Mô với Đạo Phật, nhờ con gặp thầy mà con khai ngộ. Nói bà thấy cái gì ngộ ngộ, bà giác cái gì. Bây giờ con mới thấy chồng con đẹp. Nói bây giờ bà mới biết chồng bà đẹp sao. Ba đứa con rồi mới thấy nó đẹp hả? Đúng không? Nên quý vị à, trong cái cuộc đời này hơn người chỉ có ngay chỗ gì? Chúng ta nên chấp nhận những cái mà nó đã đến với chúng ta. Đúng không? Nên chấp nhận những cái mà nó đã đến với chúng ta. Những cái gì? Những cái đau khổ đã đến với mình. Đó là cái chuyện mà đã dính vào cái việc sống vợ chồng. Còn chúng ta là người tu hành, những cái khổ đau đến với chúng ta là cái việc mà chúng ta phải trả nợ, và chúng ta phải tu tập để làm sao để chuyển cái nghiệp đó. Tại vì cái này là một cái nghiệp chướng mà nó tạo ra, là mình chính mình tạo ra, và nó đeo đẳng theo mình, mà mình phải bây giờ bình tĩnh để mình tu, để mình chuyển hóa nó. Nó nói là Phật pháp là tu hành để sửa đổi lỗi lầm. Thì mình thấy cái tâm mình nó không phù hợp thì mình sửa đổi lỗi lầm lại cho nó tốt. Còn cái chuyện mà vợ chồng đến với nhau mà đã sống với nhau rồi thì bản thân mình phải có sự chấp nhận. Mình không chấp nhận thì mình sống những ngày tháng khổ đau. Nên mình chấp nhận để mình sống nó được hạnh phúc. Còn bây giờ mình sống với nó đánh tối ngày thì bản thân chúng ta thấy còn nợ nặng, bỏ thì bỏ không được, mà gần gũi thì nó quýnh. Cũng có những cái nghiệp duyên gì đó quý vị. Thì bây giờ quý vị hãy xem lại. Phật nói rõ ràng, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Thì mình biết mình đã gieo nhân này nên bây giờ quả đến. Thấy quả thì biết nhân, mà nhìn nhân biết quả. Hiểu được cái nhân mình đã gieo, cái quả mình chịu. Thì bản thân của chúng ta bây giờ giải mã cái tâm đó. Để bản thân mình đã sống thì phải vui trả nợ, trả cho xong phước cho rồi. Còn mình là người tu trong chùa, nó không có dính dáng cái chuyện tình cảm gì hết. Thì bản thân của mình phải cố gắng mình tu tập, mình làm những cái việc để mà cái tâm mình hướng đến giải thoát. Nên cái người mình đi vô trong chùa tu, cái cơ hội chúng ta phát triển cái tâm giải thoát nó dễ hơn. Tại vì mình làm việc cho tâm bảo, mình làm việc cho mọi người, mình làm việc nhiệt tình với tận đáy lòng mình. Nhưng mà mình không có bị bám biếu dính mắc. Làm là tận đáy lòng, gọi là chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Thì bản thân mình như vậy nhất định là mình sẽ có sự an lạc, chắc chắn luôn. Có sự an lạc quý vị. Nên chúng ta mỗi ngày nhắc nhau cái sự tu hành là nhắc cái gì? Sửa đổi lỗi lầm. Cả đời mình là như vậy đấy. Cái tấm gương của mình nhiều đời nhiều kiếp nó bụi phủ dày bịch. Chúng ta mỗi ngày phải càng lao thôi. Mà niệm có vật hiệu là lao đó quý vị. Mình bỏ có vật hiệu lấy cách nào mà lao đấy. Phật pháp là có phương pháp, phương pháp để giúp chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Vì thì niệm Phật cũng là một phương pháp để sửa đổi lỗi lầm. Trì chú cũng là một phương pháp để sửa đổi lỗi lầm. Tụng kinh cũng là một phương pháp để sửa đổi lỗi lầm. 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn đều là để giúp chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Nhưng mà phải nói xác thực với nó, gần gũi với nó, dễ hiểu, để chúng ta quay đầu. Như nãy những câu đầu tiên như Đức nói, mình ăn nhậu không phù hợp thì mình nghỉ nhậu, hút thuốc không phù hợp thì mình nghỉ hút thuốc. Mình đã chơi qua rồi, mình thấy nó không phù hợp thì mình bỏ. Mình quay đầu mình sửa đổi, có cơ hội. Bây giờ mình mãi mãi mình hút thuốc, mình hút hoài, mình thấy không lợi ích mình cũng bám luôn, vậy mình gán chịu. Bây giờ mình làm con ma men, cứ xịt say hoài, không ai coi mình ra gì, mình cứ duy trì như vậy thì cả đời mình vô nghĩa. Mình cờ bạc, quýnh bài, nhà nghèo nàn, con cái khổ đau. Đã như vậy rồi mà mình không chỉ bình tĩnh suy nghĩ để bỏ, thì bản thân mình không lẽ trở thành một con người vô dụng, con người sống vô nghĩa. Nên Phật pháp nhắc mình để khơi dậy cái thiện tâm của mình, phát triển cái tự tánh của mình, để bản thân của mình sửa đổi lỗi lầm. Nếu mình chịu sửa đổi lỗi lầm là mình trở thành người tốt.
Con người trong cuộc đời ai cũng có cái sai. Khi đã trở thành người tốt rồi, dù có nói cái sai gì, bản thân người ta vẫn chấp nhận mình. Không có ai bỏ rơi mình đâu, chỉ cần mình quay đầu thôi. Nên trong nhà Phật có hai loại người mà Phật tán thán. Một loại người là cả đời mà không bao giờ tạo tội. Một loại người mà tạo tội rồi mà thật sự muốn quay đầu, là Phật tán thán. Thế mình học Phật là mình có cơ hội rồi, thấy gì thấy chưa? Phật pháp là dang rộng vòng tay ra, mà bản thân bạn có chịu để sửa đổi không? Mới là cái quan trọng này. Chứ Phật thì từ bi cho bạn cơ hội hết á. Nhưng mà bạn có cho bạn cơ hội hay không mới là cái quan trọng. Mù quáng thì lún vào một đời vô nghĩa. Nên mỗi một con người chúng ta được ngồi ở đây, duyên cũng đặc biệt. Trong khi giờ này bao nhiêu con người người ta đang chạy đôn chạy đáo, đang kiếm tiền, chúng ta được ngồi đây là hạnh phúc lắm quý vị ơi. Mà ngồi sống một chút còn có hộp sữa Milo nữa. Ta thường mà giảng pháp quý vị biết, ta cầm dù cầm cờ người ta đi dù dù dù, người ta đi rước các người giảng sư. Còn tôi qua từ đó bên đó đi té dấp gãy cái răng này nè. Có ai cúng dường gì đâu mà qua còn đãi sữa Milo nữa quý vị nghĩ. Thấy không? Cái thời cuộc nó thay đổi rồi. Đó. Nên từ nơi đó mà mình là người đem Phật pháp giới thiệu, mình cũng phải nhiệt tình hết mình mới cảm hóa được người khác. Bây hổm tới giờ đang nấu ăn ở bên hộ pháp, ngày nay nấu 3 buổi, hồi sáng chạy qua đây làm đám giảng sanh cho bà cụ, xong chạy về nấu luôn, bay vô nấu lộn mèo quá trời nấu luôn, chúng ăn quá trời ăn luôn. Nấu quá nấu mà ăn cũng dữ dàng luôn. Mấy cái bàn kế bên, những đứa nói rằng tôi mà nhìn qua thấy ai ăn không hết là chết. Cô Chính còn kế bên ráng ăn, ăn hết dĩa này tới dĩa khác. Cuối cùng chồng mấy cái dĩa không lại, không thấy một món gì còn dư. Rau muống gì bắp cải gì vớt sạch nhất. Vì sao? Tôi xuống tôi nấu mà không ăn là biết tay với tôi vậy. Chưa thì thấy nói những điều nó đơn giản, thì thấy chưa, mà nó làm cho quý vị vui. Tại vì sao? Vì nó tiêu khiển thời gian đơn giản, nó không có làm cho quý vị phải nặng căng, nó không làm quý vị nhức đầu. Những điều người ta chia sẻ Phật pháp, nó không có làm cho quý vị phải suy nghĩ làm chi cho nó mệt. Còn nhiều người ta chia sẻ Phật pháp, quý vị phải ngồi bị đắn đo suy nghĩ. Nhiều người nói tôi chia sẻ Phật pháp hay là ngay chỗ nào? Vì không cần phải suy nghĩ. Không cần suy nghĩ gì hết. Vì sao? Những văn tự như Đức nói là những văn tự quý vị đã nói. Nói lại thôi. Nên người ta nhẹ nhàng. Mà vậy mà nó ngay người ta thu hút. Quý vị coi bây giờ nói chuyện mà ở dưới bao nhiêu cặp mắt long lanh. Chưa không? Cái hổm giảng pháp mà có cái bà cụ đó bà gắn con mắt giả. Còn một con ở đây con mắt nó bị hư, bà gắn con mắt giả cho cái chồng mắt vô quý vị. Cuối cùng bà nhướng nhướng lên gớt con mắt ra. Thì vì biết cái sức thu hút của giảng đơn giản nó vì cỡ nào chưa? Có nhiều người ngồi phía sau mà người ta làm gì nè. Đơn giản thôi mà người ta tìm kiếm coi ai? Ai? Ai nói ra những lời đơn giản này? Đặc biệt không? Những điều đơn giản bây giờ, những cái câu trong cái quạt hay cũng đơn giản. Quá xịn mà. Quá đơn giản mà nó.
Cái quạt ngày năm nay bây giờ phổ biến mới đây hơn 40.000 cây. Bây giờ cái nhân viên những đức mà nó đi khắp nơi nơi, bốn biển là nhà, nghĩa trang liệt sĩ gì cũng có mặt hết đó. Hầm hố, hầm cách da, cách chê, cái lóc mà đồng ruộng gì, ngô bắp, đậu xanh đâu gì, nó treo tá lả âm binh. Có cái bà kia nói, thèn ơi thầy ơi thầy, con vô chỗ đâm heo, thấy cái máy niệm Phật thầy treo toàn thiệt. Đúng là thầy kinh khủng thiệt. Đâm heo mà thầy cũng vô đó đâm nữa. Con lỡ cái chỗ cắt cụ gà, thấy cái máy niệm Phật treo toàn tét. Sao kỳ vậy thầy? Chỉ có thầy giảng mà người ta mới làm điều này, ghê thiệt. Nhưng Đức nói một chút chúng sanh lợi ích cũng dạy họ làm. Người ta cứ nghĩ rằng Phật Pháp phải làm sao chúng sanh mới lợi ích cho nhiều. Nó đâu có đủ cái phước lợi ích nhiều. Cái phước duyên người ta làm ăn chỉ lời được có 10.000 à. Mình muốn cho người ta lời 1.000.000 không có được đâu. Thôi nó lời 10.000 thì cho nó lời 10.000 đi. Nên Phật Pháp từ bi, một chút được lợi ích cũng nên cho người ta. Một chút kích duyên cũng nên cho người ta. Hãy có tâm đó nghe. Có cái tâm đó thì vì học Phật vì vui dữ lắm. Chúng trong chùa mình nói mà nhìn xuống đẹp gì đâu mà. Đây không phải người già, tuổi già mà tâm không có già. Chứ mà đẹp gì, đúng không? Cái cô đó không vô chùa tu, cộng tu xin ở 10.000. Mới vô, quý vị biết cái mặt gì nè. Lời chào thì tiếp lên. Dạ con chào thầy. À, cô ở đâu rồi? Đồng Tháp. Ủa cô bị bệnh gì hả? Không có bị bệnh gì hết. Sao nghe cô nói chuyện yếu gì? Buồn. Vì vô đây tu mấy ngày? 10 ngày. Thôi cố gắng đi. Vô chùa không cố gắng chứ vô đây làm gì? Chuyện kỳ cục, xấu xấu xấu. Nó thôi vậy đi sắp chỗ nghỉ đi. Không sắp biết đâu nghỉ. Thôi thôi vậy coi ăn cơm vô, vô kiếm chỗ nào ăn cơm đi. Mới vô cơm đâu ăn. Thấy chắc văn này chắc cũng ở trên xuống. Nó Nam Mô Di Đà Phật. Cái chú dẫn đi giùm. 5 ngày sau đi đến gặp Nhân Đức. Nam Mô Di Đà Phật, con chào thầy. Năm ngày sau đến chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, con chào thầy. Nhân Đức hỏi ai vậy? Trả lại luôn. Ai à? Dạ nó đó. Nhân Đức nói nó ngày hôm đó phải không? Nó dạ. Bữa nay thấy sao rồi? Thấy tỉnh chưa? Nó dạ Nam Mô Di Đà Phật. Bầu hồn chính vía đã tỉnh. Có chuyện kinh lắm quý vị ơi. Gặp nhiều người cũng không đơn giản chút nào. Nó cố gắng ba hồn chính vía quy nhất về một nha. Đi ghê không? Đó. 10 ngày sau trở thành một con người mới hoàn toàn. Mới vô tóc tai bùm xùm không chải, miệng không đánh răng, nói chuyện kế bên hôi rình. Thêm nữa mấy ngày không tắm, buồn quá không tắm luôn, quỷ hoại thân xác, đứng gần hôi nách kinh khủng. Ráng cố gắng chịu. 5 ngày sau ba hồn chính quý hội tụ về một, như một điểm một. 5 ngày sau nạp một phát năng lượng trở lại đầy đủ. Cuối cùng 10 ngày sau tóc tai chảy bớ lên nhìn đi gan hoa hậu. Kinh chưa? Không tưởng tượng được quý vị thấy. Pháp gì đâu mà hay gì đâu mà ghê gớm thì. Có nhiều người hỏi cho ăn cái gì, làm cái gì mà thay đổi mau như vậy. Nó có cho ăn gì đâu, ăn đồ hủ bình thường nó có gì đâu.
chay bình thường thôi, rau bình thường, luộc đồ hũ đồ ăn vậy thôi, làm gì đó. Chỉ mỗi ngày tu xong sáng nói chuyện chọc cười thôi, cười có 10 ngày thôi thành thành hoa hậu, có gì đâu mà lạ, thấy không? Vậy thì con người chúng ta khi hết năng lượng là nó xấu xí, khô khan cằn cội, nhìn mặt bèo nhèo như miếng cái bánh bèo. Nhưng mà khi vui vẻ an lạc lại rồi tức khắc tỉnh. Nạp năng lượng cũng như đèn này thôi, nếu thiếu điện thì tối, cúp điện thì tắt quéo, có điện đầy đủ thì sáng. Thì con người chúng ta cần phải tích tụ năng lượng. Mà năng lượng tích tụ là từ đâu? Tâm an niệm Phật, đúng không? Quan trọng. Có cái bà đó vô chùa mình bị ung thư gì không? Ung thư bao tử. Bị ung thư bao tử không có đơn giản. Ngồi nói chuyện gần họ nó hôi kinh khủng lắm. Ung thư bao tử mà. Đó. Ung thư bao tử. Mặt mày sơ xác hết. Ốm kinh khủng luôn. Còn đi được. Vô chùa mình đứng kế bên vậy đó nói chuyện, cái mùi không đơn giản, ung thư bao tử. Tai gung vậy nè. Xong gặp những đức nói chuyện, những đức nói, những đức đã từng gặp người ung thư bao tử còn kinh khủng hơn cô. Đi vô chùa không phải đi được như cô mà lết. Bà hỏi cuối cùng người đó sao thầy? Những đức nói chết rồi. Từ đâu là thầy đó khỏe rồi, tôi chết queo rồi, bà muốn té xỉu lắm, tôi chết rồi. Mà cô biết rằng cái người đó mới vô là sắp chết, nhưng mà cuối cùng người đó chết, người đó nói cái gì cô biết không? Nói câu gì thầy? Nhờ cô vô đây một thời gian mà cô mới hiểu được định lực vô thường của đời người. Hôm nay bất cứ lúc nào con chết con cũng chấp nhận, vì con ở đây một khoảng thời gian con đã vui niệm Phật để chết về thế giới Phật. Thấy không? Nghe một phát thôi. Xong những đức nói, cô hãy suy nghĩ kỹ những lời những đức nói. Bây giờ cô buồn, cô khổ, cô chán nản thì cuối cùng cô cũng phải chết. Vì ai mà không chết, những đức cũng chết. Có ai không chết từ xưa tới giờ cô nghĩ, cô coi có ai chết sống hoài không? Từ xưa tới nay ai cũng chết, giàu nghèo cũng chết, cao lùn cũng chết, mập ốm cũng chết, tròn lép cũng chết, cái loại nào cũng chết. Có ai sống hoài không trong cuộc đời này? Vậy thì cô bệnh đau đã là bệnh đau, cô buồn khổ nó càng bệnh đau, mà nó chết đi nó càng đọa lạc. Bây giờ nếu như những đức nói cái cô kia sống thì bà sẽ nuôi cái hy vọng của cái sống chứ không phải là giảng sanh. Còn tôi nói con nhỏ kia chết rồi, mà trước khi nó chết nó nói một câu là nó vui vẻ, nó niệm Phật để nó ra đi. Cái điều này quá hạnh phúc. Sự tái sinh của họ là ở đâu? Ở cực lạc Tây Phương. Đúng không? Nghe một cái thôi phấn chấn liền. Tay mới đang gung vẫn nghe một cái mới làm nè. Con cố gắng. Cố gắng đi. Cố gắng lên. Xong con xin đăng ký cộng tu. Đăng ký, ra đăng ký. Không? Cố gắng nghe không? 15 ngày sau ở trong chùa, gia đình lên kinh ngạc. Bữa nay đi làm gì quý vị biết không? Biết đi làm gì không? Đi rửa nhà vệ sinh. Hồi sáng mới gặp, nói bữa nay thấy sao? Nói rửa nhà vệ sinh vui không? Vui. Sợ chết nữa không? Dạ không. Vì sao? Nghe thầy nói hiểu rồi. Vô đây mấy ngày nay mà chết hết 3 người mà mình chưa chết, có nghĩa là mình cũng còn đặc biệt chứ lắm. Mười mấy ngày ở đây mà chết hết 3 người mà con vẫn chưa chết. Vậy thì nếu con chết con vẫn còn lờ. Đúng rồi bà. Giác ngộ rồi đó. Quá giác ngộ luôn mà.
chưa? Thấy chưa quý vị? Đó, thấy không? Nói những cái điều nó đơn giản kinh khủng luôn mà phải bình tĩnh suy nghĩ. Tại vì cách truyền tải Phật pháp của người ta là làm cho bị tỉnh chứ không phải làm cho bị ngủ. Đó. Có những người vừa nghe một hai câu thôi, không có giảng đi gớm. Bạn thiệt thòi rồi. Hiểu chưa? Phải nghe từ đầu tới đích. Nhưng mà từ đầu tới cuối mới lộn. Từ đầu tới cuối mới lộn, từ đầu tới đích. Thấy vị thấy làm cho người ta cười, thấy chưa? Cái cách giảng pháp này gọi là cách giảng pháp mà đọc chiêu chứ không phải giảng đâu. Đúng không? Đọc chiêu là nhắm ngay mục tiêu. Nói đạo chỗ nào là dính ngay mục tiêu là cừ liên. Mà người ta cừ người ta mới tỉnh quý vị. Thế giới cực lạc chúng ta muốn về là vì sao muốn về? Vì cười nhiều, vì vui, đúng không quý vị? Vì sao Phật tử ta về chùa mình đông? Vì vui. Chứ buồn về đây làm gì? Đó. Chú ở chú ăn nó chặt nhưng mà vui người ta vẫn mê. Còn chú ở chú ăn rộng rãi ngon lành mà buồn người ta vẫn không ở. Có những nơi chùa chiền cũng đâu có chẹt đâu quý vị, chùa cao Phật lớn. Nhưng người ở tu thì không mấy người. Nhưng mình ở đây chùa rộng lớn người ta cũng đông. Đây là đúng là thiên thờ, địa lợi nhân hòa quý vị. Hay. Thấy không? Nên những đức hướng dẫn quý vị một cái lối sống của đời người. Đời người sống lâu hay sống mau gì, nó cũng là một đời người. Cái quan trọng chúng ta, một đời người của chúng ta sống sao? Sống có ý nghĩa hay không? Sống có niềm vui hay không? Sống có sự an lạc hay không? Sống có sự giải thoát hay không? Mới là cái quan trọng. Có những người người ta chỉ mong muốn là sống lâu thôi. Sống lâu cuối cùng đi đọa lâu. Thì sống lâu làm chi? Sống lâu mà đọa sâu thì sống lâu làm gì? Chúng ta bây giờ thà hạnh phúc một năm còn hơn là đau khổ trăm năm. Thà chúng ta sống tốt, sống vui một năm còn hơn trăm năm tạo nghiệp. À. Phật pháp đơn giản sửa đổi lỗi lầm. Bạn hãy nhìn nhận Phật pháp đơn giản sửa đổi lỗi lầm đi. Mục tiêu học Phật của chúng ta là gì? Sửa đổi lỗi lầm. Bạn hãy nhìn những gì chúng ta đang sai lầm mà sửa đi. Chúng ta ai mà không sai? Những đứa cũng sai mà. Những đứa cũng là người đang sửa đổi lỗi lầm. Bồ Tát còn đang phải sửa đổi lỗi lầm mà. Vì còn một phẩm vô minh chưa phá. Chỉ có Phật là hoàn toàn không sai. Bồ Tát vẫn còn sai. Nên mỗi một người chúng ta quý vị à, hãy cho mình cơ hội đi quý vị. Nếu không ai cho mình cơ hội thì mình cho mình cơ hội đi. Có câu là con gặp như thế, con nói, con nói thiệt với thầy, cuộc đời con nó khổ đau. Từ khi lấy chồng tới giờ để con nó khổ không tưởng tượng được. Chồng nó đánh con hơi xin hê nữa thầy. Cho nếu mà cho cho lên gối đá đập bạch. Trong cuộc đời như Đức nói bảo đảm khỏi nó, trong cuộc đời trong đây có người bị gì nè, chắc chắn trong đây có, trong đây có người bị chồng đánh mà đánh cũng dữ dằn lắm. Bây giờ thật lòng hỏi nè, ở đây có ai bị chồng đánh nhiều đâu, đưa tay coi. Nó thấy chưa? Nói vì thấy chưa? Nói là có liền, không có giỡn đâu. Mà nhiều bà là không dám đưa tay đó. Chứ không có chuyện giỡn đâu. Thấy không? Đó. Rồi là than thở buồn khổ khóc lóc. Những đứa nói rằng bây giờ cái khổ đau này, bây giờ chồng của cô nó dập cô te tua chân cho cô khổ. Vậy tại sao cô không thoát khổ? Thoát khổ bằng cách nào thầy? Cái tâm là cái tâm của cô. Cái thân là nó đánh, nhưng cái tâm là cái tâm của cô. Những đức hỏi cô nè, trước khi cô ăn cơm, cái miệng ăn trước hay là cái tâm nghĩ trước? Bà nhìn giáo giác bất kiếp.
Thôi giờ hỏi câu này bà không hiểu, hỏi bà câu này dễ hiểu nè. Khi bà yêu một người, bà đến với người đó, vậy cái tâm nhớ người đó trước hay là cái chân đi trước? Bà nói à, cái tâm nhớ người đó trước. Cái này thì bà lại biết. Phải không quý vị? Như vậy thì cái thân nó chậm hơn cái tâm. Mà quý vị mỗi ngày buồn rầu là buồn ở đâu? Tâm, nguồn gốc ngay cái tâm. Mà cái tâm, thằng chồng nó có đánh được cái tâm không? Nó đánh cái thân, nhưng tác động vào cái tâm. Cái tâm là do cái ngã, cái ta của mình, cái mà mình nghĩ rằng mình là người chân thật, nhiệt tình, trung thủy, hết lòng, cực khổ vì gia đình, mà tại sao mày đánh tao? Đó, là cái tâm nó nghĩ như vậy, cái thân nó bị đánh. Mà tác động cái tâm nó sanh cái ngã, là cái ta của mình. Mình như vậy mà bây giờ bị đánh, thiệt tình nó đau khổ, là đau khổ từ ngay cái tâm. Mà cái tâm nó kêu cái thân phải đi tự tử. Đó, là cái tâm nó kêu mày tự tử đi, mày sống trong cuộc đời đây, mày khổ quá, mày sống chi à, mày đi tự tử đi. Là từ ngay cái tâm tác động để mình đi chết. Nên quý vị học Phật là học ngay chỗ nào? Chỉnh đốn cái tâm. Khổ vui là cái tâm quyết định. Hiểu không? Khổ vui là cái tâm quyết định. Nếu quý vị đạt tới trình độ một ngày nào quý vị học Phật mà bị vui thật sự, thì bị ngồi một mình nó cũng vui nữa. Ở chỗ nào nó cũng vui cả. Vì sao? Vì cái tâm nó đã vui rồi, là chỗ nào nó cũng vui. Còn có người ta là thường bị cái tâm nó dẫn dắt, đi tìm đâu này, đi kiếm đâu kia để vui. Đó là mình bị cái tâm dẫn dắt mình, sai khiến mình. Giống như câu chuyện như Đức từng kể cho quý vị nghe đó. Hai thằng bạn chơi thân với nhau, mà thằng này phản thằng này tức quá vì mài con dao. Mài con dao để qua đâm thằng bạn. Cái tâm là nghĩ, tao phải giết mày. Tại sao bạn bè mà mày đối xử với tao vậy, tao phải giết mày. Thì nó cầm dao từ nhà nó qua nhà thằng bạn. Thì dọc đường đi, cái ông này, ông tu thiền định, ông ở trong định, ông nhìn thấy thằng này nó cầm dao đi trước, sau lưng nguyên một đám người hung bạo. Nó kêu giết, giết, giết. Nó đi theo ầm 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 ầm, nó kéo nguyên vũ binh nó đi. Vừa đi qua tới nhà thì cái thằng bạn nó nghe trong gia đình mẹ của cái thằng mà phản nói bây giờ nó đi kiếm tiền về mà sao giờ này chưa có về nhà, vợ con của nó cũng đang đói khát. Thì thằng bạn thấy cảnh tình thì nói bây giờ nếu mình giết thằng bạn thì bây giờ gia đình nó đói chết cả đám hết trơn, sao mình làm gì có được, thôi mình tha thứ cho nó đi. Thì vừa mang cái tâm tha thứ trở về không đi giết nó nữa, thì ông này trong định ông thấy rõ ràng là ông thấy nguyên một đoàn người hiền hậu, khoan dung, đàng hoàng đi theo, nguyên đoàn người đi theo. Thấy chưa, kinh không? Nên cái tâm quý vị vừa sân hận thì cái cảnh giới sân hận nó quy tụ về nơi quý vị. Cái tâm quý vị vừa buồn phiền là tất cả cảnh giới buồn phiền nó quy về quý vị. Còn cái tâm quý vị giác ngộ là cảnh giới giác ngộ quay về quý vị. Nên khi quý vị đã giác ngộ vui rồi thì trước mặt quý vị cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Nhưng khi đã mê hoặc điên đảo thì cái gì cũng xấu. Phải không? Đó. Học Phật là điểm hóa ngay chỗ cái tâm chúng ta đó. Còn đối với cái thiện cái ác trong cuộc đời này, sống trong đoàn thể chùa cũng vậy, cũng có thiện và ác. Cái thiện cái ác này ở đâu ra? Là từ nhân quả mình đã gieo mà ra, nhân quả mà gặp nhau trong cuộc đời này. Ở trong một ngôi chùa ngồi chung nghe pháp như vậy là chúng ta có duyên, nhân quả đủ duyên, chúng ta mới ngồi chung ở trong đây. Nghe không? Mà đã là sống chung với nhau thì bây giờ mình thì không vừa lòng người này, không vừa lòng người kia, dính mắt người này, không vui người nọ, là do cũng chính ngay cái tâm của mình chiêu cảm từ nhân quả mà sanh ra. Nên chúng ta phải càng khai thác được cái tâm mê hoặc điên đảo đó, nên chúng ta phải niệm có Phật hiệu để sanh ra tự tánh bình đẳng. Tự tánh thì nó bình đẳng, nên chúng ta tự nhiên thấy vui không đến nỗi dính mắt quá, thấy buồn không đến nỗi buồn phiền quá. Từ nơi đó mà hai cái vui và buồn nó quân bình lại thì tâm chúng ta tự nhiên an lạc. Nên câu Phật hiệu rất là hay, giúp cho chúng ta quân bình tâm. Nên mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ chúng ta đều phải niệm Phật.
là như vậy. Vì niệm Phật là đang quân bình tâm. Tại vì trong cái bộ nguyện của Phật A Di Đà, ai niệm danh hiệu Ngài thì quang minh phổ chiếu. Mà quang minh đã phổ chiếu thì dịu tất cả những trần cấu trong nội tâm. Trần cấu đã được dịu được rồi thì quân bình tâm giữa thiện và ác. Trong cuộc đời này thiện ác nó phải là đối đầu, nhưng chúng ta khi quân bình rồi thì chúng ta đều nhìn ra thiện ác là nhân quả, nên chúng ta không có phiền não nhiều. Nên người học Phật chúng ta khi hiểu nguyên lý này, quý vị sẽ ít bao giờ giận ai dai đó. Nhớ không? Đó. Thấy một bài chia sẻ Phật Pháp nó có cái vui nè, nó có nhiều nguyên lý bên trong rất là sâu sắc á. Mà cái này là cái giải thích ra từ chánh văn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Giải thích ra rõ ràng cho quý vị, văn tự dễ hiểu, Việt Nam đàng hoàng. Chưa. Nghe cái hiểu liền. Giống như Milo là biết Milo. Giống do chứ không. Sữa là biết sữa. Nên mấy ngày nay vô bếp nấu ăn vui ghê. Mình luyện sức khỏe mình được một chút quý vị. Rồi cấp trước thì giảng pháp hoài, làm việc đầu óc không bao giờ mà làm việc tay chân luôn. Để luyện sức khỏe lại. Mấy ngày nay xào đồ xào giờ tay nó hơi bị ê. Tay đuối. Tay. Một chiều múc cơm. Múc lên. Nhiều người ngồi kế bên hỏi hôm nay sao thầy ăn cơm ngồi. Đồ ăn ngon tôi ăn gì đó. Tôi bệnh kỳ, bữa nào ăn ngon là tôi khòm xác chứ lắm. Tại sao ăn nhanh, đưa lên cao quá chậm. Đưa miệng xác thì dở lên là dính, dở lên là dính. Mau hơn được không? Tôi thích ăn vậy đó. Người tôi tự tại. Có lúc thì tôi ăn thẳng lưng, có lúc tôi ăn khòm xuống được không? Miễn sao tôi vui thôi. Nhưng nãy giờ chia sẻ Phật Pháp, giơ cái tay đưa đưa lên quên mất tiêu mỏi. À, cái này mới là cái ghê gớm nè. Như vậy thì cái buồn khổ, cái đau nhất của chúng ta là do chúng ta nghĩ tới. Nếu như chúng ta vui, quên mất tiêu. Nên có nhiều người nghe như Đức chia sẻ Phật Pháp gì xong họ cười lăn lộn, họ cười mà đến nỗi mức, đến mức mà họ xé mền không hay. Mới gặp cái bà kêu xác, nói thầy ơi mua ba cái mền. Ba cái mền rồi đó thầy. Hỏi bà làm gì mà mua mền dữ. Bà nói là nghe Pháp thầy cười quá quên xé gách mền. Thì đứa đó bà nghe Pháp bà vui bà xé gách mền còn hơn là tình yêu ban đầu mới gặp nhau mà bứt cỏ. Ngày xưa mà mới yêu nhau mà ngồi ngay bụi chuối thì chuối sạch nhách lá. Ngồi kế đám cỏ thì cỏ không còn một cây. Ngồi kế nước thì nước không còn một miếng. Ngồi kế chỗ nào là vớt chỗ nấy. Gung quá sợ quá cuối cùng bứt tá lả âm binh. Cuối cùng bứt không còn cái gì bứt lụm đất liền chứ. Bây giờ bà nghe Pháp như Đức bà vui quá, cứ cùng bà xé mền. Kinh chưa? Những cái điều đơn giản vô cùng mà ngồi cười lăn lộn giờ này nè. Có những người đang ngồi nè, đang ngồi ở một cái góc độ nào, đang chùm cái mền lại, ôm chiếc điện thoại, nghe và cười. Tôi đang cảm thấy tôi rất thương những con người đó. Vì họ một mình họ đứng cười. Mà ngồi nghe giảng pháp thương những người đó lắm. Đây thì đông quá quý vị biết không. Làm sao quý ông bà làm ta cười là cũng ghê lắm đó quý vị ơi. Đúng không? Bước lên là thấy làm cho ta cười. Giết rồi mình đúng là nó an lạc gì đâu. Bà đó bà ngồi kế bên chồng bà nghe như Đức giảng mà bà cười sùng 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 đem vô phone lỗ tai. Chồng nói bộ lúc này tôi thấy bà hơi khùng.
Bà nói khùng mà vui còn hơn khôn mà buồn. Cái người mà nghe nhà Đức giảng pháp với họ giác ngộ lạ kỳ lắm quý vị ơi. Câu gì không trả lời được chứ. Mà đúng quý vị, khùng mà vui còn hơn khôn mà buồn. Thấy không? Nên trong cuộc đời này khôn hay khùng gì không biết, ai khôn ai khùng. Nên chúng ta học Phật rồi, trong cảnh duyên nào chúng ta sống cũng tốt hết chứ. Ai nói mình sao mà kệ ta, miễn mình sống tốt. Đó cũng là một phương hướng mà cho người ta hướng đến để mà nhìn nhận. Đúng quý vị? Đó. Rồi cuối cùng sẽ hiểu. Chưa biết ai sao sao đó quý vị ơi. Bây giờ trong cái cuộc đời này chúng ta nhìn trước mắt thiền vị đó, mà cuối cùng quyết định cuối cùng như thế nào không ai biết được. Giống như trên một đoạn đường đua vậy đó. Có những người nó mới vô nó chạy chậm thiệt chậm luôn, mình nhìn mày tiêu rồi, mày chạy sau lưng nhất mày tiêu rồi. Thằng kia chạy qua mặt du 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 du, thằng này nó cứ từ từ một chút, thằng này nó đua một phát qua mặt cái thằng chạy trước, cuối cùng quyết định vẫn là thằng lãnh cúp. Đúng quý vị? Đó. Nên có người anh em gặp Nhân Đức nói rằng cùng chung với mấy anh em, nói ông Đức ông còn trẻ, mấy anh em còn chung chung không, chùa chiền hòa thượng giao ông quản hết trơn rồi, mấy anh em có ở đây đi chăng nữa, sau này ông cuối cùng ông vẫn là người quản hết trơn, mấy anh em phải nghe lời ông, không có tương lai. Nhưng Đức này ai biết được tương lai, có ai nghĩ đến được, có ai biết được tương lai ngày mai làm sao quý vị? Đúng quý vị? Con người nghĩ chi xa vời dữ cái trời, tâm lượng quá hẹp hòi. Nên có cái câu mà chư tổ sư để lại đó, quá khứ qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường. Hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Tương lai chưa đến chớ lo lường. Bạn hãy sống cái nhân địa gì người ta đi thì bạn sẽ có tương lai. Bạn không chịu tạo một cái nhân gì người, tương lai ở đâu có cho bạn? Học Phật mà tâm lượng quá hẹp hòi, làm sao có được, đúng không quý vị? Nên sống với anh em, như Đức nói rằng các em nỗ lực chân thật mà cố gắng. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn không có phước có đi tranh giành cũng có quả tai thêm. Không có phước mà đem về nó chết đó, đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên cái số của mình nó chỉ có 100 triệu mà đi lấy 1 tỷ là gì, là bỏ mạng, không xài được mà chết, thấy không? Nên chúng ta hãy biết an phận thì thường vui, an phận thì hạnh phúc. Tham lam có chừng, tham thì thâm, thâm vốn liếng. Giống như có cái bà này có 1 tỷ bạc để dành xài đi. Con nhỏ kia lỡ nói chị đưa em 1 tỷ đi, em làm ăn cho mỗi tháng em đưa tiền lời cho chị xài, chị xài tiền lời hoài, 1 tỷ còn y nguyên. Xin cũng ngon nha, 1 tỷ còn y nguyên, đưa cho nó mỗi tháng đưa tiền lời, 1 tỷ còn y nguyên, công nhận nhỏ này tính cho mình tốt, mày tốt, được nàng tỷ này em cầm đi đi. Nó đưa 3 tháng tiền lời cừ hú hí, xài mỗi tháng ngon lành, tới tháng thứ 4 chốn mất tiêu. Đến gặp Nhân Đức nói rằng thầy ơi, con mà biết vậy thà con giữ 1 tỷ ở trong túi nó còn chắc ăn hơn đưa cho con nhỏ đó. Nó bây giờ chuyện đã rồi, bà suy nghĩ vậy nó càng khổ tâm thêm. Thôi, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi. Thấy chưa? Đó. Nên đó quý vị ơi, chúng ta sống trong cuộc đời này biết an phận là vui rồi quý vị nha. Những gì mình đã có thì đừng bao giờ nhìn cái của người ta. Có chừng mình nhìn cái của người ta, có chừng mình mắc luôn cái của mình mà không được cái của người ta luôn đó quý vị. Đúng không? Giống như có con nhỏ này lúc nó có bồ, nó có 2 thằng. Mà 2 thằng này trên lệch với nhau, cái sự đẹp không có bao nhiêu, cũng thằng 10, thằng 8. Nhưng mà bây giờ nó nói nếu lấy cái thằng 8 thì bỏ thằng 10, mà lấy thằng 10 thì bỏ thằng 8. Cuối cùng bây giờ làm sao? Cuối cùng 2 thằng biết được, vớt nhỏ này luôn. 2 thằng biết được, vớt con nhỏ này luôn, té tua nhỏ này luôn. Xong 2 thằng bỏ này luôn. Cuối cùng thằng này, con nhỏ này đi lấy thằng 3. Phải chi lấy thằng 8 thì đúng được rồi. Hoặc lấy thằng 10 là 1 thằng tới được rồi. Thì có thằng 10 hoặc có thằng 8, ý nó là thằng đẹp trai 10 phần, thằng đẹp trai 8 phần, thì bây giờ chọn đại thằng 8 với thằng 10 lấy đại đi. Cuối cùng lấy thằng 10 thì sợ bỏ thằng 8, mà lấy thằng 8 thì bỏ thằng 10.
Cuối cùng phải tìm cách làm sao để giữ được hai thằng. Cuối cùng hai thằng nó biết được, nó vớt con nhỏ này luôn. Cuối cùng hai thằng bỏ con nhỏ này. Thằng này đi lấy thằng ba là đẹp có ba phần. Xấu quá trời xấu luôn. Quý vị thấy chưa? Nên con người tham là tham nghe quý vị. Nó, những cái gì chúng ta có ngày hôm nay nên trân quý đi. Giống như bây giờ chúng ta có cái khăn này thì chọn cái khăn này đi. Đi nhìn cái khăn vàng kia. Cho ai cũng có cái khăn đó chứ gì mà tôi không có. Nói người này sao không có công bằng chút nào hết chứ. Thì tự nhiên mình đâu có trân quý cái khăn vàng này. Chứ cái khăn vàng này nó cũng đẹp dữ lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Chỉ cần mình nhìn nó là một cái khăn vàng thì mình sẽ quý nó vô cùng vì sao? Vì nó đẹp, vì trong tay của mình là đẹp. Ai mượn mình đi nhìn cái trong tay người ta đẹp để bản thân mình đi ganh tị. Hãy nhìn cái mà mình đang có để mình chấp nhận. Đừng bao giờ đi nhìn cái của người ta mà mình thèm khát. Đúng là cá thác lát. Nghe đơn giản thôi không? Thấy bao nhiêu cái cởi mở ra đó. Nên tu hành là gì? Vui vẻ, dễ tính nghe không? Đừng có buồn dặn hay để trong tâm nghe các chị. Các chị trẻ, các chị già. Tu hành là gì? Dễ tính nha. Tu hành là gì? Đừng buồn dặn để trong tâm nha. Không. Tu hành là trong mọi hoàn cảnh là chấp nhận nha. Tu hành là mình mập thì chấp nhận mập nha. Mình ốm thì chấp nhận ốm nha. Mình lùn thì chấp nhận lùn nghe không? Mà cao thì chấp nhận cao. Vậy thì bị đặc biệt quá. Ai kêu bị không chấp nhận để bị khổ đau. Mới hôm sáng gặp bà cụ già. Thầy bị con nói trong con sống trong chùa thường trụ con nói con buồn. Cái gì con cũng thiếu thốn hơn ta. Được không? Đầu tiên thầy cho cái khăn màu vàng này. Cuối cùng biết sao thầy dự quan cho thêm cái khăn màu vàng kia. Vậy mà tới thầy con chọn cái để giật kẹt hết trơn. Con nói con tuổi thân con buồn. Cái đồ của thầy cho con mà không được là con tức dữ lắm. Mấy ngày nay con không ăn ngủ gì được hết trơn. Bà con cái khăn mà không ăn ngủ gì được hết trơn. Chắc bà mắc cái quần chắc bà tự tử bà chết. Bà vô đây bà niệm Phật giảng sanh hay bà vì cái khăn đó? Tôi hỏi bà đó. Bà đừng có chọc tôi tức nghe chưa. Bà có một cái thì bà chùm đi. Còn người ta có hai cái kể người ta. Chứ bà muốn thì sao? Nói thầy phải cho con một cái khác. Bà để đi, bữa nào tôi đem cái khăn gách vô tôi cho. Thấy chưa? Kinh khủng chưa quý vị? Đó. Bây giờ bà nghe nè. Cái số bà chỉ có một cái khăn à. Nên cái khăn nó vừa tới tay bà là đứa khác lấy. Tại vì bà không có cái số cái khăn này. Thì bà đòi hỏi làm chi? Thấy không? Bây giờ hết khăn rồi. Kiếm cả ngày nay mà hết rồi. Bây giờ bà buồn gì mà kể bà. Bà buồn thì cũng có khăn đâu, buồn chi cho nó mệt. Nó ngồi với cười, mặt cười thấy ghét. Chưa? Mới sáng chạy lại mà giờ nhìn mặt biết thấy rõ ràng cái mặt kìa. Đó. Thấy không? Chấp nhận đi. Gật đầu được đúng không? Chấp nhận phải không? Được. Tùy hỷ nghe. Vậy là được rồi đó. Giải quyết liền thấy chưa? Lên trên chánh điện nói một phát cầu Phật lực gia trì. Nói một câu ra là ngon lành. Quá giải cái tâm hết trơn luôn. Bởi vì trên cái chánh điện này không có đơn giản. Phật quang phổ chiếu. Quý vị mà buồn dặn ai mà không giải tỏ được, không cần nói một câu, lên chánh điện lễ Phật một thơ sạch nhất. Hay lắm. Đúng không? Chúc vị an lạc vị ơi. Quyết tâm về cực lạc vị ơi. Vui không quý vị? Vậy cười lên cái coi. Hãy vui lên cho đời hết khổ. Cười lên.
Lớn lên kia coi. Hả miệng to kìa. Thôi chúc mẹ an lạc. Ai gì đà bà. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ.